Tại bản kết luận điều tra vừa được C03 công bố, Phan Quốc Việt bị đề nghị truy tố về hai tội: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ để thực hiện mục đích tham gia sâu vào quá trình đấu thầu cung cấp kit test COVID-19 tại các bộ ngành địa phương. Phan Quốc Việt đã mượn nhiều doanh nghiệp có quan hệ làm ăn thân thích với công ty Việt Á để hợp thức đấu thầu, từ đó trúng thầu và bán kit test COVID-19 với giá cao. C03 xác định thủ đoạn chính, công ty Việt Á, công ty trung gian cung cấp thông số kỹ thuật sản phẩm và báo giá của công ty Việt Á. Báo giá của các công ty trong hệ thống công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập chỉ đạo điều hành, gồm công ty An Việt, công ty khoa học Việt Á, công ty cổ phần Thừa Thiên Huế, hoặc báo giá của các công ty có mối quan hệ quen biết với Phan Quốc Việt, quan hệ làm ăn kinh tế với công ty Việt Á, công ty VNDAT, công ty TABC. Trong đó, báo giá do công ty Việt Á, công ty trung gian đưa ra là giá thấp nhất để lãnh đạo cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế sử dụng đưa vào hồ sơ dự toán, hồ sơ đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào thầu qua mạng hoặc chỉ định thầu thông thường hay chỉ định thầu rút gọn. Cơ quan điều tra khẳng định, việc này không đảm bảo nguyên tắc khách quan minh bạch trong đấu thầu, vi phạm các điều cấm trong đấu thầu. Theo lời khai của Phan Quốc Việt và đồng phạm, sau khi công ty Việt Á, công ty trung gian được các đơn vị, cơ sở y tế thanh toán tiền theo hợp đồng, Phan Quốc Việt chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho công ty trung gian, đơn vị, cơ sở y tế bằng hình thức chuyển tiền từ tài khoản cửa hàng Âu Lạc do Hồ Thị Thanh Thảo, em vợ Phan Quốc Việt quản lý sử dụng đến tài khoản của 7 nhân viên phụ trách vùng của công ty Việt Á, để những nhân viên này chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế, đồng thời chuyển tiền đến tài khoản của lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế hoặc tài khoản của các đối tượng khác do lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế cung cấp, chuyển tiền đến tài khoản của các cá nhân do công ty trung gian cung cấp để công ty trung gian sử dụng chi tiền cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế.